tôi trở vào sớm mà xin cơm rồi cái tôi trở lại ha. Đi à. Đi hết rồi, bây giờ mình trốn về cho chắc ăn. À, còn cái bao, cái bao của bọn giặc, tại sao nó lại bỏ đây cả? À, chắc là ngọc ngà châu báu nó mới vừa dơ vét được. Hay lắm, phen này ta giàu to rồi, ta giàu to rồi. Chà, nặng quá, chắc toàn là vàng cục. Ai, ai cứu giùm tôi, thả tôi ra, thả tôi ra. Hả? Hả? Có người trong bao. À, chắc là bị giặc bắt. Được rồi, để tôi cứu cho. Rồi đó. Nàng, nàng là ai? Cho tôi miếng nước. Có nước đây, có nước nè. Dạ, xin cảm đội ân nhân đã cứu mạng. Không, tôi không phải là ân nhân. Ai vừa đánh tan quân giặc để cứu thiếp vậy? Ta nhưng ta chỉ đánh giặc chứ không phải là cứu nàng. Tiểu thư đây là... Dạ, thiếp là Nguyệt Thủy, con gái của quan tuần phủ. Dạ, kẻ hèn này thật thất lễ với tiểu thư. Không, chính thiếp là kẻ phải thọ ân chàng kia mà. Bọn giặc chạy hết rồi phải không ân nhân? Thưa tiểu thư, lũ giặc đã bị vùi xác dưới đáy sông này rồi. Còn kia là chiếc đầu của tên tướng giặc. Kinh khiếp quá. Thiếp không quen. Tiểu thơ mau. Tiểu thơ à, tỉnh lại tiểu thơ à. Chàng giấu chiếc đầu ấy đi. Thiếp không chịu nổi mùi tanh. Được rồi. Tôi vô tình làm cho tiểu thơ sợ hãi, thật là có lỗi. Bọn quân hộ tống của thiếp thật là vô dụng, gươm sáng ngời, mà khi thiếp gặp nạn, bọn nó bỏ chạy bắt dò lên cổ. Nguyên cớ nào mà tiểu thơ lại bị nạn tay? Để thiếu chút nữa là cành thiên hương phải úa sầu bởi bàn tay của quân cướp nước. Dạ, tiện thiếp cùng với bọn tùy tùng lên chùa dâng hương lễ Phật, bỗng bất ngờ ngộ nạn giữa đường. Cũng may mà gặp tráng sĩ đây. Thật là quân khốn kiếp. Thiếp dùng vậy, chúng nó bắt thiếp bỏ vào trong bao rồi quăng lên lưng ngựa. Thiếp ngất xỉu lúc nào cũng không hay biết, phải nhờ đến tráng sĩ đây. Thưa tiểu thơ, rồi bây giờ tôi phải làm sao? Thì chàng là ân nhân, còn thiếp thì phải thọ ơn cứu tử. Hả? Làm gì nhìn thiếp dữ vậy? Tiểu thơ, xin tiểu thơ tha tội. Vì lần đầu tiên tôi mới được ngắm nhìn một dung nhan thật tuyệt mỹ. Ôi, mắt phượng mài ngài, môi mọng đỏ như son. Ôi, Nguyệt Thủy, nàng là ánh trăng vàng lung linh trong gương nước. Kẻ thọ ơn chưa thỏa lòng ngưỡng mộ, sao người thi ân gieo nguyệt trêu hoa. Ê chết, xin tiểu thơ thứ lỗi. Ân nhân danh tánh là gì, gia cảnh ra sao, xin cho tiện thiếp được tỏ tường mọi lẽ. Tôi tên là Trần Hiếu Tử. Trần Hiếu Tử. Tuổi vừa tròn 24. 24. Đời hàng sĩ, cho nên chưa có bạn tâm đầu. Chưa có bạn tâm đầu. Ấy chết, xin tiểu thơ cho tôi cáo biệt. Khoan, ân nhân đi rồi, thiếp phải làm sao? Bỏ thiếp một mình giữa lạnh lùng cùng xác chết. Đành giả sao ân nhân? Chứ tôi biết phải làm sao. Hay là ân nhân theo thiếp đi về, cho biết mặt của phụ thân.
Rồi đó, thời cơ đã đến với ta rồi. Ta không ngờ ước mơ của ta đã thành sự thật. Nguyệt Thị con. Cha. Nguyệt Thị. Dạ. Cha mừng con thoát nạn. Thưa cha, mai nhờ có ân nhân đây giải cứu. Thì ra đi tráng sĩ đã giải cứu cho con à? Dạ. Người vừa đánh tan quân giặc. Dạ, đây là thủ cấp của tên tướng giặc, xin dâng lên quan. Thủ cấp của tướng giặc đi rồi, hay lắm. Tráng sĩ trẻ tuổi tài cao, quân giữ lấy chiếc đầu tướng giặc cho ta. Dạ dạ dạ, giao đầu Ly Bịch. Thấy bóng dáng ngà phi ngựa từ xa, kẻ bày tố vội chạy bộ đến đây nên có phần chậm trễ, xin hầu ra mặt. Con ta thọ nạn, lũ bay làm gì bây giờ mới lo ra? Dạ dạ, tại con đánh nhau với giặc, đánh tối trời tối đất, đánh bất phần thắng bại, đánh và nó đồng qua đánh tụi con dằn tuốt xuống Dũng Châu luôn á. Nên đồ vô dụng, vậy mà không hiểu sao ngươi bò lên được chức giáo đầu, nghĩ cũng lạ. Dạ con cũng thấy vậy á. À, trang sĩ danh tính là chi? Dạ thưa cha, tráng sĩ đây tên là Trần Hiếu Tử, tuổi tròn 24 đó cha. Té ra con đã thay cha mà tìm hiểu tung tích của người rồi, phải không? Dạ. Dạ, xin cúi đầu ra mắt quan tuần phủ. Trần Hiếu Tử, ơn cứu mạng con ta sinh hơn trời biển, lại có công giết giặc xâm lăng. Trang sĩ hãy theo ta về tận Trung Vinh, ta sẽ để trình lên trưởng quan phong quan tước. Anh Hiếu Tử ơi, anh Hiếu Tử. Rồi, trời ơi, anh ở đây rồi. À, anh Thành đang tìm anh ở phía đầu thôn á. Nè, Nghĩa. Dạ. Hãy cúi đầu ra mắt quan tuần phủ. Ủa, gì vậy hả?